Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nha. Anh chia tới 1.500 đô USD từ tục cần dép nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay, mình click phần link mô tả của mình. Các bạn nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè các bạn. Và retweet tăng 5 người bạn các bạn. Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn các bạn tự quyết tăng 5 người bạn theo thêm nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn like nè. Các bạn tự quyết lên nha các bạn. Đi tiếp chỉ comment nè. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào nha. Các bạn gõ cộng các bạn tăng những người bạn thường xuyên của mình vào các bạn. Cộng mình. Các bạn tăng 5 người bạn của bạn vào các bạn bấm tự quyết nha các bạn. Ok, sau khi tất cả các bạn tăng 5 người bạn của mình vào thì các bạn tiếp tục follow Instagram này các bạn. Rồi các bạn theo dõi Instagram đó nha các bạn. Sau khi theo dõi xong các bạn mới đáp lời. Các bạn vào subscribe kênh YouTube đó nha các bạn. Rồi các bạn click chiếc phần link thứ hai mình mở cái link form ra các bạn. Rồi các bạn điền khai báo thông tin lên cho nó các bạn. Dòng đầu thì địa chỉ email của tất cả các bạn đây các bạn. Chương trình góp này anh 10.000 USD nha các bạn. Cộng dành cho 10.000 USD tham gia trước các bạn. Anh Đăng Quỳnh, các bạn nên làm không? Tiếp tục thì link retweet nè các bạn. Thì các bạn mở cái địa chỉ Twitter mình ra nè. Các bạn chờ xíu nha các bạn. Rồi các bạn qua tweet để trả lời các bạn chia sẻ bài viết của tất cả các bạn tweet này nè. Các bạn sẽ chép đến liên kết nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Các bạn mở link form ra nè. Các bạn bắt vô đây nè các bạn. Tiếp tục thì Kepfer Telegram BNC. Thì cái phơi Telegram này thì các bạn đi giùm mình cộng anh 1133 nha các bạn. Phan các bạn. Rồi các bạn lấy username Telegram các bạn. Các bạn vào trang nhân các bạn lấy username các bạn. Vì Telegram của mình đã để đây nè các bạn. Instagram chứ. Bạn copy link. Bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi YouTube thì các bạn mở kênh YouTube của bạn. Các bạn lấy username YouTube của tất cả các bạn nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn nhiều lần rồi các bạn. Bạn nào không biết thì để lại comment dưới, mình hướng dẫn các bạn lại nha các bạn. Subscribe kênh YouTube channel nữa. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ ETH cũng được nữa. Rồi bạn sao chép nha các bạn. Rồi bấm bắt từ đây. Rồi tất cả các bạn bấm gỡ là xong các bạn. Vậy liên dép mình để dưới phần link mô tả, các bạn nhớ điền vô các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn hoàn thành xong dán điền form nhận token
đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.